cây lan thì lựa cho em cây đẹp đấy nhé, cây suy giá đấy, lựa cho em một cây già hơn nhé. Cây đô đã test từ hôm trước, cây đô nữ nam đây, bắt đầu từ cây đô nữ nam. Nữ nam này không hay, không kém gì nữa bác đâu nhé, ngang ngửa luôn, âm hay ngang ngửa. Suy giáng xem bài gì nữa cơ, test cho em một bài trầm một bài cao đi. Thank you.
cái La Trần nước Bắc.